Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã hứng chịu cơn mưa rất lớn vào đêm 8 tháng 10. Đến nay, chính quyền địa phương thành phố Đồng Xoài vẫn đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, khiến nhiều tài sản, phương tiện bị hư hỏng. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đồng Xoài, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường như khu vực Suối Mơ, đường Trương Công Định, Đặng Thái Mai, Lý Thường Kiệt. Đặc biệt là khu vực vòng xoay Hùng Vương và đầu đường Tôn Đức Thắng, nước ngập lên gần 1 mét khiến cho nhiều phương tiện nối đuôi nhau hư hỏng, ách tắc giao thông. Một số khu vực có cây gãy đổ, toàn bộ dãy tường rào tiếp giáp giữa trường mầm non Hướng Dương với trường trung học cơ sở Tân Đồng thuộc phường Tân Đồng bị đổ sập hoàn toàn, đất đá tràn vào một số phòng học. Một đoạn tường rào của trường tiểu học Tân Phú, tường sập đè lên một xe ô tô đậu trên vỉa hè Lý Thường Kiệt gần khu vực tường bị sập.